rồi 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 ok mời con dâu lên đây luôn rồi sau đâu đâu từ từ nhường lại đi nhường lại kêu phải kêu ba mẹ em ra đi. Chị Tiên ơi chị Tiên ơi, đuổi ra. Lát nữa chỉ ba mẹ Harry dắt tay Harry cái vụ kia nha. Này em theo chị Tiên đi. Bây giờ anh phải vô trong. Ai chỉ tôi vô background đi. Heo, anh đi vô trong nha. Rồi. Harry đứng chỗ nào đẹp đẹp này chút xíu. Chỗ nào mà cái cổng ra vào á. Bây giờ cho chị. Đi. Rồi mấy bạn ơi, cho chụp 2 phút rồi vô vị trí nha, để làm lễ nha mọi người. Rồi, đứng cho mấy bạn chụp. Rồi, thả phải cung đi cơ. Hadi, rồi mọi người ơi, cho xin để vô vị trí làm lễ nha mọi người, phải chạm nha. Rồi em mơ đang ngồi, chụp em mơ đang ngồi, chụp em mơ. Đây con đang ở đâu anh chụp? Harry ơi. Rồi 30 giây nữa nha. Rồi Harry nhìn đi. Harry ơi. Dạ. Rồi mọi người không chạm đi chậm không chạm nha. Đi chậm đá chừng, đi chậm đánh chừng không có. Hàng ẩn dụng bên trong. Tuy dùng một điều đạm nhưng mà vẫn thấy trong đó có một gì rất thú vị. Hạnh với Harry là bởi vì Harry chịu được cái tính sớm tổng của Hạnh. Rất là dễ thương và vô tư. Ấn tượng hay không? Anh Trấn Thành ơi, anh yêu anh rất nhiều á. À, tôi thích nhất ở Hollywood là Hollywood dám lấy Trấn Thành. Bất cứ mọi người nói như nào thì không quan trọng, mà quan trọng là người đàn ông của chị nhìn thấy chị tuyệt vời là được rồi. Anh nghĩ rằng là khi anh đã lựa chọn em thì anh đã hiểu được con người như thế nào. Và anh không được biết là người nghĩ ra sao. Chỉ cần hiểu của em thì và anh tin chắc rằng tụi mình sẽ đủ sức mạnh để có thể vượt qua tất cả. Nếu như tụi mình tin tưởng và ủng hộ nhau. Ra là tôi dần dần lên bởi vì đối với cái tình cảm gia đình cực kỳ thiêng liêng và khó khăn. Sau ba ngày tháng vất vả thì cuối cùng hai anh chị đã vượt qua để bị sóng gió tới cho với nhau. Trấn Thành và chị Harry rất là hiểu nhau và rất là yêu nhau đến mức thấy sức mạnh kinh khủng cái để cùng nhau để vượt qua hết mọi cuộc sống này từ sống khác. Thì hôm nay những cái điều đó là tất cả là hai bạn chính thức. Khi tôi ra được một nhà thì tôi không có biết nói gì hơn bao là anh nghĩ là cái tình cảm đó thật là đủ sâu sắc và đủ lớn, không có gì qua cái tình yêu thật sự mà là khi yêu thật sự rồi là chỉ nhìn cái tình cảm là cưới. Và nhờ sự bảo bọc cũng như là sự che chở của anh Thành thì Hàn Quốc đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và đứng dậy sau vấp ngã. Yêu và những điều tiếp cuối cùng là cưới người đúng mà anh yêu. Đây cũng là một câu trả lời tốt đẹp dành cho những nghi vấn hoặc là dành cho những cái điều mà tổ chức tự tử các em phải chịu đựng. Em nghĩ là xứng đáng với tình yêu này, xứng đáng với hạnh phúc này. Anh không biết là mình có thể yêu nhau đến bao nhiêu lâu, nhưng mà anh nghĩ rằng là đằng sau những hôn nhân xin
cầu chúc cho đường đời của họ không bao giờ sẽ còn chông gai nữa, vì mang vào nghiệp mình làm hai nghệ sĩ, chông gai là điều họ tìm đến. Nhưng từ nay Trấn Thành và Harry Won sẽ đi qua mọi chông gai cùng với nhau. Và trước mặt quý quan khách, giờ phút này là giờ phút họ trao cho nhau lời tuyên xưng chân thành nhất với tình yêu vĩnh cửu. Xin mời hai bạn. Xin cảm ơn Miu, xin cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã đến đây để chứng kiến giây phút thiêng liêng này. Và em có đồng ý làm vợ anh không?